chất vấn chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao về án tham nhũng. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí sẽ trả lời chất vấn, trong đó có vấn đề liên quan đến giải quyết các vụ án tham nhũng. Hôm nay, ngày 20 tháng 3, tiếp tục phiên họp thứ 21, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức hoạt động chất vấn hai nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tòa án và kiểm sát. Cụ thể, chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình có trách nhiệm trả lời chính về nhóm vấn đề thứ nhất thuộc lĩnh vực tòa án. Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Bộ trưởng các Bộ Công an, Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề liên quan. Nội dung chất vấn tập trung vào giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng xét xử, giải quyết các loại vụ án, nhất là vụ án hành chính, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng, việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, công tác cán bộ của ngành tòa án, giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của thẩm phán và các công chức ngành tòa án, việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành tòa án, công tác tổng kết thực tiễn xét xử, hướng dẫn áp dụng thống nhất pháp luật, phát triển án lệ, việc triển khai thi hành nghị quyết số 33 của Quốc hội về tổ chức phiên tòa trực tuyến, nhất là việc chuẩn bị các điều kiện bảo đảm cho xét xử trực tuyến. Nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực kiểm sát và trách nhiệm trả lời chính là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao Lê Minh Trí, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Bộ trưởng các Bộ Công an, Tư pháp, Tổng Thanh tra Chính phủ cùng tham gia trả lời chất vấn, giải trình về những vấn đề liên quan. Nội dung xoay quanh giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp trong giải quyết các vụ án hình sự, nhất là các vụ án về kinh tế, tham nhũng, không để xảy ra việc bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội, tăng cường chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại phiên tòa. Giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng kiểm sát việc giải quyết vụ án hành chính, vụ việc dân sự, kiểm sát thi hành án hình sự, dân sự, hành chính, việc giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm, công tác cán bộ của ngành kiểm sát, giải pháp nâng cao năng lực, trình độ, bản lĩnh, trách nhiệm của kiểm sát viên và các công chức của Viện Kiểm sát, việc phòng ngừa và xử lý tham nhũng, tiêu cực trong nội bộ ngành kiểm sát, giải pháp tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Cơ quan Điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nhất là nâng cao tỷ lệ phát hiện tội phạm, tăng cường rà soát để kịp thời giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo thẩm quyền. Phiên chất vấn tổ chức tại phòng họp Diên Hồng và kết nối truyền hình trực tuyến với 62 đoàn đại biểu Quốc hội tại các tỉnh, thành phố. Phiên chất vấn được phát hành trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Quốc hội Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam để cử tri theo dõi, giám sát.